Rồi, chào mừng anh em quay trở lại kênh nhé. Đây, đàn gà con này. Này đang ngủ. Này, cóc. Này mình đi nhặt trứng để chiếu xem nó có phôi không, có cầu không. Đây là ổ này chưa cho gà. Gà đặng này. Đây con đặng này. À, đẹp không? Nó cửa dài đấy. Đang ngủ. Đi nhặt trứng buổi tối thì nó đỡ sợ. Đi ban ngày nó bay ghê lắm. Rồi nữa mình nhặt ổ kia này ra nhặt. Nhặt hai ổ luôn. Thank you.